Đi đâu mà vội thế? Trời ơi, đây là thằng AD và Rai của team nó mà. Ai đó cứu tôi với. Từ từ đã. Lại là thằng dưng gian của nó nữa. Đừng đánh tôi mà. Ai đó cứu tôi với. Thằng Phiêu, mạng này là của tao. Mày đừng có KS. Tân cả tránh ra. Ui, lại còn cả Alan top nữa. Lại toàn kiếm sĩ này. Ui, cứu tôi với. Này, đừng có chạy linh tinh. Cẩn thận gái mấy gái của ta đấy. Ui. Vãi cả. Ui, cái gì này? Đây là Nezuko, nhưng phải Nezuko đâu. Thôi, team mày mạnh lắm rồi. Tha cho tao một lần có sao đâu. Đấy, từ từ đã. Chưa đủ team đâu. Còn một người nữa. Không lẽ nào có thằng Mít. Ui, tại sao năm chúng mày lại mặc trang phục Weibo này? Đây là game liên quân cơ mà. Đơn giản thôi. Vì bọn ta là bộ năm nổi tiếng, chuyên sử dụng các trang phục anime. Bọn ta là đội hình Weibo. Đội hình Weibo là năm thằng Weibo bất bại đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng liên quân hay sao? Đúng vậy. Và ngươi sẽ là nạn nhân tiếp theo trong chuỗi bất bại của bọn ta. Không, tao không phục. Tao sẽ gọi anh em đến xử lý mấy thằng Weibo chúng mày. Chúng mày hãy đợi đấy. Được, thế thì cứ dẫn lên đây. Bọn tao sẵn sàng solo liên quân đến bất kỳ thằng nào. Mẹ mấy cái thằng Weibo. Cho chuỗi tháng thứ 49 của chúng ta. Thế chúng ta sẽ ăn cùng bà Tuyết. Ăn cùng bà Tuyết là một thương hiệu đồ ăn cực kỳ nổi tiếng thời gian gần đây, sở hữu những món ăn vặt không chỉ ngon, chất lượng mà nguyên liệu còn tươi mới, an toàn sức khỏe. Đặc biệt giá cả rất phải chăng với những combo phù hợp túi tiền của mọi lứa tuổi. Đã ăn vặt là phải ăn cùng bà Tuyết. Ui, nhiều món này thì biết ăn món gì bây giờ. Thử luôn cái mái tôn xem nào. Ném nướng phên đấy. Đây mới là món tao thích đây này. Cá cơm bà Tuyết vừa mới ra mắt, cực kỳ hot trên thị trường hiện nay. Ui, giòn, ngon, đậm vị rong biển. Ngon, có vị cay cay nữa. Được đấy, mà giòn nữa. Ôi, đúng vị tuổi thơ luôn. Ui, tê tê lưỡi, thịt mềm, không bị tanh. Ui, cái này mà ăn cùng với cơm thì tuyệt hảo luôn. Ui, đây, cái này nó ngon tận chúng mày ạ. Nó xốp này, dai, ngon, lại còn cay cay nữa. Đậm vị thực sự luôn ý. Mà ăn như kiểu nhà làm luôn. Thử rất ngon. Thạch dai giòn, nhai thì đâu tan trong miệng đến đấy. Ngon cực. Ui, món gì tiếp theo đây? Ui, đánh rồi. Kìa, nhanh mày. Chúng mày ăn nhiều rồi đấy. Cuốn quá, tí đã hết rồi. Thôi đấy, anh em tính thế nào đi. Sắp chuỗi tháng thứ 50 rồi. Làm sao mà thiếu ăn cùng bao tiết được. Thôi rồi, chúng mày ngồi đây đi. Tao đi mua cho. Được đấy. Thôi mày đi mua đi, anh em tao chờ. Cảm ơn mày nhá. Này Tinh ơi, cái thằng Văn Hẹo vừa nãy nó dạ nó sẽ đến tìm mình đấy. Mày không sợ? Ui dồi, sợ cái gì? Cả cái nước Việt Nam to này, làm sao mà tìm được, thoải mái đi. Nghe bảo thằng này nó sẽ gọi anh em tới đấy. Không biết khi nào, tao nghe cũng hơi rèn rén. Ừ, thôi mẹ, anh em mình đánh hay như này, em sao phải sợ. Bây giờ gặp mấy thằng này, có khi tao đấm thêm. Mở cửa ra. Tìm được chúng mày rồi, mấy thằng Weibo. Xin lỗi anh em, mà chúng nó hung hãn quá, bắt tao dẫn về đây. Công, công là anh.
Là tao, thằng Văn Heo bị chúng mày bón hành đây. Sao mà quên nhanh thế? Nhưng mà sao con có thể thấy thế nhanh như thế? Đơn giản thôi, quan hệ trong giới liên quân của tao rất là rộng. Chỉ cần hỏi vài ba người là tao biết được ngay địa chỉ của nhà chúng mày. Không ngờ lại ngay gần ở chỗ bọn tao. Thế là tao sang đây gánh luôn. Nghe nói là chúng mày đánh hay lắm đúng không? Thắng 49 trận liên tiếp lại còn hành thằng em tao. Được, bây giờ một đấy là tao gọi tất cả anh em ở khu chợ lớn đến đây, đánh cho bọn mày tan xương nát thịt vì dám bắt nạt thằng em của tao. Hai là chúng mày phải solo liên quân với team tao, một trận đấu phát trực tiếp với hàng trăm nghìn người xem trên kênh của tao. Này anh em ơi, bây giờ giang hồ giải quyết ân oán bằng liên quân. Bên nào thua sẽ phải chịu mọi hình phạt mà bên thắng đưa ra. Chúng mày có dám chơi không? Hả mấy thằng Huy Vũ? Chúng mày có biết gì không? Anh tao là game thủ liên quân chuyên nghiệp, đã thắng rất nhiều giải trong và ngoài nước. Sao? Solo không? Solo không? Đã anh cản em đi. Mày, tôi không nói nhiều. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa, tao sẽ lên livestream kêu gọi các fan hâm mộ của tao chờ đợi chúng mày. Đứa nào mà không tới sẽ bị cả cộng đồng bêu xấu, coi thường. Và đừng mong chơi game yên ổn hay tham gia bất kỳ hoạt động nào của liên quân nữa nhá. Tôi đã đến nước này rồi, không còn đường lui đâu. Phải chơi thôi mày. Hàng trăm nghìn người xem, đây chính là cơ hội để anh em mình nổi tiếng. Thì sao? Anh em mình đánh cũng hay mà. Sợ quái chúng nó đúng không? Đúng. Tưởng solo tay chân thì còn sợ, chứ solo liên quân thì anh em ngại cái gì? Ui, vừa nói xong nó đã mời luôn anh em mình vào phòng rồi này. Làm sao đây anh em? Anh em đi. Hơn 100.000 người xem, đồng thế nhở? Chúng mày vẫn có gan xuất hiện cơ à? Ui, toàn ăn khủng anh. Kia chính là Murat Sơn Tùng MTP. Kia là Annette, nữ sinh trung học. Đấy, support nhà người ta thì như thế. Support nhà mình thì... Kia chính là Ngũ Không Siêu Việt. Còn kia là cái gì đây? Đây là Florentino tinh nghệ màu vàng á. Tao chưa từng thấy cái trang phục nào như này cả. Mày biết nó là gì không? Tao nghe phong phanh truyền thuyết kể rằng chỉ có một người duy nhất sở hữu trang phục này, chính là Florentino, top 1 thách đấu, đối thủ truyền kiếp của Tú Có Nghĩa. Đó là ai? Chính là Tú Không Có Nghĩa. Tú Không Có Nghĩa. Mày bị điên à? Đúng, tao ấy là Tú Không Có Nghĩa đây. Top 1 Florentino thách đấu. Mấy thằng Weibo chúng mày dám bắt nạt thằng em tao. Hôm nay ấy, trước 100.000 người xem livestream, tao sẽ đánh cho chúng mày tan nát. Anh tao rất là quý tao, chúng mày hiểu không? Mà chưa bao giờ tao thấy anh tao cáu như này ấy. Hôm nay sẽ là ngày tan của chúng mày. Anh em, hội ý trước trận đấu đã. Tất cả hội ý. Anh em bình tĩnh, chỉ là một thằng Florentino màu chun bi thôi mà. Anh em ta sẽ sử dụng sức mạnh tình bạn trong truyền thuyết, đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng với hàng trăm nghìn người đang xem stream này. Chỉ cần chúng ta đánh bại bọn chúng thì tất cả sẽ nhìn Weibo với một ánh mắt khác. Chúng mày biết rồi đấy, cả đời tao ghét nhất là mấy thằng Weibo không làm được gì cho xã hội mà lại còn dám bắt nạt thằng em tao nữa. Đúng rồi anh ạ, anh phải đòi lại công bằng cho em. Game liên quân không thể để bị vấy bẩn bởi những cái thằng như này được. Hôm nay tao sẽ chứng minh cho người xem ở kênh của tao thấy những cái thằng Weibo là những thằng ở đáy xã hội.
Anh em thách đấu, hãy cùng tao đẩy lùi tệ nạn Weibo nào. 1, 2, 3. Anh em sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Chơi. Prepare to engage. Mày liệu có giúp bot được không đấy? Con này có phải là thứ giúp bot không? Rồi mày cứ lo cho mày đi. Con của mày đi lên hơi bị khó đấy. Hai con này mà đòi đi lên với bọn tao á. Trận này căng đấy. Xem ra phải vừa đánh vừa thủ thôi. Chúng ta sẽ ép sân và phá trụ của chúng càng nhanh càng tốt. MTP, ngươi đã biết kết cục của ngươi trong trận này như thế nào chưa? Chưa biết tương lai như thế nào đâu. Tao sẽ tặng mày một bài hát. Ai dám nói trước sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu có về mày khuyên. Ui, trời ơi, thật sự tụi mày, mày có im đi không? Đổ hết cả đầu rồi. Cái gì? Mày dám lớn tiếng với Sư Tùng à? Mày có tin là tao gọi hàng triệu Sky ra đánh mày không? Ok, tạm dừng nào. Thằng Weibo Jack, ngày hôm nay tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của Floor thách đấu là như thế nào. Chạy ngay đi! Trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn! Sao cái tay dài đi! Được rồi! Mày làm cái gì đi! Mày xuống mốt cơ mà! Khổ quá! Tao gặp cái cục này dãi chảy lấy mồm, chảy lấy nó mày lắm mồm cái gì à? Tao ơi! Hay không? Tấn công! Mặc lừa tao rồi. Chết rồi. Chiêu hai của con Nezuko. Thằng Roi mày tránh ra. Sao lại chém nước xa này? Nhìn thế này thôi, nhưng mà tao là một Roi, có thể chém cả xa cả gần. Chúng mày quên à? Chết rồi. Kiếm bị mắc gì đấy? Phải chưa? Sự nó ra cách mình rồi. Hộ ra, hộ ra. Nhà Sơn Tùng. Không lẽ nào? Làm sao mà thoát được? Chúng mày mắc bẫy rồi. Anh em của bọn tao đã đến rồi. Chúng mày đâu biết mày. Quả này lên bằng điểm số cùng nhau rồi mày ơi. Đừng tưởng trang phục đẹp, thích làm gì thì làm nhá. Tăng dưng. Chúng mày bị lừa rồi mày ơi. Cả thằng ấy lần cũng xuống đây. Chúng mày, cả team chúng mày xuống đây ganh tao à? Không làm thế, làm sao mà thi được chúng mày? Thanh chưa đã bảo rồi, anh em chỉ cần đoàn kết thôi. Cứ bình tĩnh, tập trung và thắng ngay.
Đúng vậy, dám ba cái thử thách đấu ấy, tuổi gì? Thấy chưa, chỉ cần đoàn kết là game dẫn 4 mạng rồi. Cái gì? Mày nói cái gì đấy? Tao nói cái lòng que gì vậy? Cái gì? Nó nói cái gì đấy? Mày nói gì đây? Cái gì? Hay thằng này, mày có phải nên giúp cô bị dọn món đâu? Nói tử tế xem nào. Hóa vừa lo. Biết chơi đấy. Tuy nhiên không phải đối thủ của ta đâu. Ta là floor top 1 server cơ mà. Ui chết rồi, floor thì nó mạnh quá. Ăn năm mạng một lúc cái này, xanh này em giận anh nữa. Thua rồi, floor top 1 server, thua thật rồi. Hình như chiến thuật của chúng nó ấy là dồn hết vào floor để nó cân nặng. Còn mấy thằng kia chỉ là mùi nhìn thôi. Ôi chết rồi, đây là kênh của thằng Tú có người yêu. Nó là muốn có thật nhiều highlight và vlog cả năm để hạ nhục anh em mình đấy. Anh em mình rơi vào bẫy của chúng nó rồi. Thôi, cứ bình tĩnh ra. Chúng ta còn nước còn tát cơ mà. Cố lên nha, chơi tiếp đi. Ôi xin. Ê, nó mạnh quá rồi. Đẩy được chưa tốt rồi. Legendary. Lại chết rồi. Legendary. Nhà mình thì vỡ ba cổng tan nát rồi, mà nó cũng chẳng thèm tấn công. Chúng nó định giày xéo anh em mình như thế này đến bao giờ nữa? Rồi, chúng mày ơi, tao nhục nhã quá rồi. Bây giờ chúng mày cho tao giữ lại một chút danh dự thể diện cho bản thân đi. Đầu hàng ấy, tao khuyên thật đấy. Tao kêu gọi biểu quyết rồi đấy, đồng ý luôn đi chúng mày. Tao nói quá, không chờ nữa đâu. Ơ kìa, anh em. Thôi tao đồng ý rồi đấy. Tao đồng ý rồi đấy. Mình ơi, bấm cái nút đầu hàng không lao cái. Không còn gì được cứu vãn nữa rồi. Trời ơi. Bình, anh chờ gì nữa? Bình. Bình ơi, đầu hàng đi, tao xin mày đấy. Game em thì còn cửa nữa. Dừng lại. Chiến thuật dù có hoàn hảo đến đâu cũng có cái hở. Trận chiến dù khó khăn đến đâu cũng sẽ có cánh cửa mở ra chiến thắng. Nhiệm vụ của các cháu là phải tìm ra nó bằng mọi cách. Thế bà Tuyết, bà vào đây để búp sức mạnh tinh thần cho bọn cháu à? Đúng vậy, 30 chưa phải là Tết, nhưng mà ăn vặt nhá thì phải ăn cùng bà Tuyết. Các cháu đang đói đúng không? Bà mang đồ ăn tới để búp sức mạnh cho các cháu đây. Được rồi. Nạp ra ngượng vào và đánh bại đối thủ đi nào. Rồi đây rồi, sống rồi. Mày ơi, tức ngoài ta về. Ăn uống à? Cảm ơn.
gắng rất nhiều để có được cái vị trí này. Đó chính là nhờ tinh thần bất diệt của các anh em yêu thích anime chúng ta. Làm sao chúng ta có thể bị chùn bước bởi mấy cái đứa thách đấu kia được. Chưa kể đây là game liên quân, nhà chính chưa bị phá ấy, thì vẫn còn cơ hội. Anh em hiểu không nhỉ? Đúng rồi, bên team nó chỉ có mất thằng Floor là mạnh thôi, còn lại bốn thằng kia cũng xem anh em mình vẫn còn cơ hội lần kia. Chúng ta cũng đã để được một đường rồi, cũng sẽ có cửa thắng thôi. Chơi tiếp đi, chơi nào mọi người, còn nước còn tát. Nếu như thắng trận này thì đây sẽ là một chiến thắng lịch sử. Anh em đọc to slogan của anh em đi nào, đoàn kết để càn quét. Chơi nào. Trận đấu cách biệt đã quá lớn, bây giờ phải làm sao anh Flo? Chơi thế là quá đủ rồi, đã đến lúc kết thúc cái trận đấu nhảm nhí rồi. Tiến lên nào anh em. Sao lại tối như này? Gì vậy? Anh em. Đối thủ của ngươi là ta. Lũ tôm tép này. Ulti của bọn ai? Trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tất cả vào đây. Thôi chết không kịp rồi, nó bắt ulti rồi. Người theo không hoa mây mù sang lối. Anh em phải cố thủ đợi Flo quay lại. Hả? Chết rồi, thằng Ngô không đâu rồi. Cần gì phải chờ Flo đấy, một mình tao đủ sức cái bọn này. Vĩnh biệt thế hệ danh. Thề luôn, nhiều khi mình thề hiểu được. Mày nghĩ đối thủ là một thằng tàng hình như mày mà bọn tao không lên mắt à? Giờ thì chết đi. Tao tồn tại, mày bị lừa dối như vậy sao? Ý giời, ý cái thằng phế vật này. Từ nay anh mất em rồi, lặng nhìn trước bóng. Khoan, đây có phải là bài của MTV đâu. Nhầm. Cầm thanh gươm trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em. Thôi mẹ mổ. Ui trời ơi. Ui, mà cái thằng này. Tập trung nhìn bao đi. Ok chưa? Xử lý đây nó đã. Các anh bình tĩnh. Từ từ các anh ơi. Anh Flo. Lên đi đâu? Anh đây rồi, cứu em ơi. Được rồi, thằng phiêu lên đường rồi chúng mày ơi. Tao lên bảng của chúng mày ơi. Cố lên anh em. Chúng mày không thoát được tao đâu. Nhưng mà không sao, tao yêu lắm rồi. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó. Lên nào. Ôi giời ơi, một hit tao chết luôn này. Ui giời, lại hoa. Đáng đời chúng mày lắm. Xem ulti của tao đây. Tụi bắt theo đi chứ. Tản ra. Chúng nó đâu rồi? Đang mua căng. Đâu rồi? Đâu hết rồi? Hình như vừa rồi thằng Alan nó nhảy lên trời đấy phải. Vào theo. Cẩn thận trên cao. Hả? Hả? Ui, cái thằng ban báo này. Chúng mày dám tiêu diệt em tao, tao sẽ trả thù. Các người
như là anh em mình đem về được Flo rồi. Yeah! Yeah! Yes sir! Mấy thằng Weibo, chúng mày đã chiến đấu rất ngoan cường, tao có lời khen. Tuy nhiên kết quả vẫn vậy thôi. Bọn tao thắng rồi. Vĩnh biệt nhà chính của bọn mày đi. Anh em cười này chúng nó nghe thấy đâu? Để tao gõ vào kênh chat. Ha ha ha. Mày cười cái gì? Rõ ràng là mày lên bảng đếm số rồi cơ mà. Nhìn lại nhà mày đi. Sao lại thế? Nhà chính. Rõ ràng là bọn mày bị đánh bại hết rồi cơ mà. Đừng nghĩ rằng chỉ có một mình mày biết lên giáp của mình. Nezuko của ta đôi sinh từ lâu và đi bách đo rồi. Sao nó có thể đi nhanh như thế đến nhà tao mà không ai biết cả? Chính là nhờ ulti của Kira có thể đi xuyên địa hình đấy. Biết là đối đầu với chúng mày bọn ta không có cửa nên bọn tao đã chọn chiến thuật khác rồi. Không, dừng lại đi. Quá muộn rồi, khả năng đẩy trụ của Kira là cực kỳ nhanh. Người thua rồi Flo ạ. Chúng mày chết bẩn. Chơi như thế mà không gọi là chơi à? Chơi như thế mà đòi thắng à? Dũ, trật tự đi. Thất bại là thất bại. Chúng ta đã quá chủ quan. Trận này chúng ta thua rồi. Không. Bọn ta thua rồi. Bọn ta chấp nhận mọi hình phạt của ngươi. Nói ra yêu cầu đi. Bọn ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Các ngươi phải nghe ta nói đúng câu này thôi. Câu gì? Đừng bao giờ coi thường Weibo. Mày dốc bao nhiêu công sức để thắng bọn tao? Chỉ để nói ra cái câu này thôi à? Đúng vậy. Anh em, đi rồi. Tè luôn, nhiều khi mình tè hiểu được. Năm mới Pink Lê xin được chúc tất cả các bạn luôn luôn an khang thịnh vượng, vui vẻ và cùng cười lật kèo với bọn mình nhá. Đừng quên like, share và subscribe. Let's go.